Nếu những người nào mà đau khớp mà nó còn lại là khô khớp, thoái hóa khớp, xương á là mình bị thiếu chất canxi á, rồi xương mình á là bị lão quá, bị già, thì là chúng ta có thể là dùng hàng ngày cái gọi là bột mà gạo lứt, mà gạo lứt là gạo lứt xịn nha, gạo lứt là dưới quê á, gạo lứt. Có thể dùng bột gạo lứt không hoặc là bột lứt hạt sen, uống cho nó thơm ngon. Thì vào sáng chiều chúng ta có thể uống một lần một gói tới hai gói, rồi sáng chiều uống hai lần. Đây thấy cái bột gạo lứt cho quý vị xem. Cái bột gạo lứt này á thì nó có khả năng nó phục hồi các cái khớp mình á, kêu lụp cụp đó quý vị, người ta gọi là thối quá, lại khớp mình nó bị già đó, thối quá đó, thì là mình uống vào. Đây là một cái bịch của nó nè. Ví dụ mình uống một lần một bịch, hai bịch, ba bịch nó không sao nữa, tại vì nó bột gạo lứt với hạt sen thôi. Nhưng mà cái này là người ta cũng có để một cái lượng đường đường ít 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 chổng rồi, nên ta không cần phải pha đường vô thêm. Nè, mình chỉ cần uống với cái nước ấm hoặc uống nước nóng cũng được nữa. Uống với nước ấm, nhưng mình uống với nước ấm là tốt hơn. Bây giờ ví dụ như cái bột đây là vào buổi sáng, chúng ta uống cái này rồi, thì sau khi ăn hoặc là trước khi ăn chúng ta sẽ uống bột, buổi chiều uống bột một hai gói như thế này nè. Đó, mình để vô mình pha thôi à. Cái này chùa mình cũng có nữa nè. Thì đó, ở đây nó chứa nhiều cái vitamin, rồi nó chứa các cái chất tinh bột, rồi đặc biệt là cái bột gạo lứt á, là nó sẽ giúp cho các cái khớp của mình á. Ông bà mình hồi xưa mình dân mình lúa nước mà, đó mình quậy lên nó thơm ngon lắm. Là cái bịch nè, bịch nè, gọi là bột gạo lứt hoặc là bột gạo lứt hạt sen. Cái này thì có hạt sen trong để cho thơm ngon, nó dễ uống, và cái hạt sen á nó làm an thần, cái hạt sen nó bồi bổ mình và an thần luôn. Còn cái bột gạo lứt này á, thì là nó chống thối quá xương khớp, kêu lụp cụp đó, mình mới kết hợp cái bài này. Nếu cái bột gạo lứt này mình uống lâu dài thì là cái khung xương, nhất là người già, cái người già, người lớn tuổi, người lao động nhiều đó quý vị, thì nó sẽ phục hồi một cách rất là nhanh chóng. Đây quậy nè, nước ấm là được rồi. Còn nếu có người uống nước nóng cũng được đó. Cái bột này uống nước nóng cũng được đó, không sao cả. Đó, cái này là mình uống một cái bịch đây nha. Cái mảnh này cũng rẻ lắm, không có mắc. Một hộp đây có mấy chục vậy hả? Mà uống lâu lắm.